Nộp hồ sơ trực tiếp tại máy. Lựa chọn thủ tục cần thực hiện, chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định và đặt trong bìa hồ sơ. Đưa bìa hồ sơ vào khay nộp hồ sơ và nộp phí lệ phí theo quy định. Cuối cùng là nhận biên nhận. Thay vì phải chờ đợi rất lâu và mất nhiều thời gian, thì chỉ với 4 bước đơn giản như thế là tôi đã hoàn tất việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại máy tiếp nhận và trả hồ sơ tự động. Đây là mô hình do Ủy ban Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện đầu tiên trên cả nước. Chiếc máy này sẽ hoạt động liên tục 24 giờ trong suốt 7 ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khi mà mình tới là nó có đầy đủ những cái chức năng hỗ trợ mình hết luôn. Mình làm rất là thuận tiện, với lại tránh cái tình trạng là dịch bệnh như hiện nay là mình không có tiếp xúc trực tiếp với những người khác. Thì mình cứ lên máy mà mình thao tác thôi. Ví dụ như mà mình đi làm về thì 8, 9 giờ, 10 giờ tối gì đó thì mình vẫn có thể ghé ngang, mình nộp hồ sơ vô. Mình vẫn có thể lấy hồ sơ và nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính nữa. Trước khi hoạt động chính thức, hệ thống này được thử nghiệm trong 2 tháng để kiểm tra và khắc phục lỗi sai. Hiện máy đang tiếp nhận và giao trả hồ sơ 5 thủ tục hành chính, bổ sung trả 8 thủ tục hành chính mức độ 3 không thu phí. Đây đều là các thủ tục hành chính có nhu cầu cao từ phía người dân với hơn 2.000 hồ sơ trên một năm, như đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp lại giấy phép xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Do là trong giai đoạn 1 cho nên là mình áp dụng những thủ tục nào đơn giản và dễ thực hiện để người dân có thể vận hành. Và qua cái giai đoạn này thì sẽ đánh giá cái hiệu quả hoạt động của máy để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân hay không, và lấy thêm ý kiến đánh giá của người dân thao tác từ máy. Những cái gì mà giai đoạn 1 nếu có phát sinh lỗi thì sẽ tiếp tục khắc phục hoàn thiện. Thứ hai là trên cơ sở đánh giá hiệu quả của hoạt động của máy giai đoạn 1 thì sẽ quyết định là có tiếp tục nâng cấp, cập nhật, bổ sung. Thứ nhất là nâng cấp về cái số lượng thủ tục hồ sơ và những cái tính năng khác để phục vụ tốt hơn cho người dân và đáp ứng đa dạng nhu cầu người dân trong quá trình nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người dân, nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ ủy ban sẽ liên hệ người nộp bổ sung. Còn nếu đã đủ thì đến ngày hẹn trong giấy, người dân chỉ cần đến máy, nhập mã hồ sơ là nhận được kết quả. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp lỗi, người dân có thể báo ngay cho cán bộ nhân viên tại ủy ban hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng. Hệ thống này không chỉ tạo sự thuận tiện, giúp giảm áp lực cho việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, mà còn được kỳ vọng sẽ ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.